Dạ em xin chào cả nhà, quay trở lại với kênh của Chích Chè Bông nha. Cả nhà ơi, thì hôm ngày quý khách hỏi em rất là nhiều về cái nữ hoàng kem, hoa của nó như thế nào, hoa của nó có xinh không, hoa của nó có hoa có to không. Thì hôm nay có một cây nhỏ xíu, nó nở ra một cái hoa. Thì đây chỉ là hoa gió thôi cả nhà. Thường thì của nó là bông chùm 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 rất là đẹp nha. Tuy nhiên thì hôm nay nó chỉ là một nụ gió, cho nên nó chỉ có một hoa thôi. Thì cái đặc trưng của nữ hoàng kem là cái màu kem và cái nhị nó vàng như thế này nè cả nhà, rất là đẹp luôn ha. Đó đây, thì cái cây nhỏ xíu như thế này nè cả nhà, mà nó nở hoa rất là đẹp nha. Thì tùy ý thích mỗi người, thì trong cái loại mai thì có màu vàng, màu xanh, màu đỏ, rồi màu kem, màu cam. Thì chúng ta thích thì cứ sưu tầm vào vườn mai của mình ha. Đó đây chính là nữ hoàng kem nha. Nó hoa của nó nhìn rất là duyên ha. Cái này chỉ là một bông thôi, chứ mà nếu mà nó ra chùm chùm mà nguyên một cây thì nhìn rất là lạ và rất là đẹp cả nhà. Đó đây ha, thì nữ hoàng kem này em bán giá là 100 ngàn một cây nha. Mẹ em cũng không có cây cao lắm đâu cả nhà. Nói chung là cây cũng khoảng 2 tấc ha. Nó cây như thế này nè, uống rễ thì lô này xử lý rễ em thấy tương đối đẹp nha. Rễ thì kiểu này kiểu kia ha. Loại này cây già rồi về chúng ta cũng có thể lấy bo được liền luôn nha. Đó, đây. Chiều cao của nó là khoảng 1 gang tay, chưa tới gang tay chứ khoảng tấc mấy 2 tấc đó cả nhà. Giá là 100 ngàn một cây nha. Nếu mà chúng ta lấy 3 cây em bao ship và 10 cây thì bên em sẽ tặng một ha. Đó, đây chính là giống nữ hoàng kem. Thì tất cả các loại bên vườn mai nhà em thì đều được vô dây như thế này. Giờ chúng ta thích chỉnh, uống éo gì thì chỉnh ha. Rồi ngoài cái loại đó thì bên em có cái loại đó chính là bạch mai nha cả nhà. Bạch mai thì nó có nhiều loại bạch mai. Thì cái loại bạch mai này em thấy cái loại cái giống này là dễ nuôi, dễ chăm nhất trong các cái loại bạch mai kia. Thì đây là bạch mai dạ quang nha. Thì cái màu trắng nó có dạ dạ cả nhà, rễ phục lượt với người ta mà cả nhà nhìn cây nè, nó phát triển rất là mạnh. Và đặc biệt bạch mai này á, là lá xanh, không phải lá cẩm thạch giống các loại kia nha. Và nó rất là dễ chăm, dễ trồng, chứ không phải giống cái loại bạch mai kia nha cả nhà. Cả nhà nhìn cây sinh trưởng rất là khỏe ha. Cây như thế này giá là 100 ngàn một cây. Nếu chúng ta lấy 3 cây em bao ship và 10 cây thì bên em sẽ tặng một nha. Đó, xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi đến vườn mai nhà em. Nếu thích thì cứ alo cho em nha cả nhà.